Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ hai vợ chồng có lệnh truy nã đặc biệt sau 20 năm lẩn trốn. Nguyễn Đức Ước sinh năm 1961 và Trần Thị Thái sinh năm 1966 bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang truy nã cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ năm 2003. Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 6 năm 2022, Nguyễn Đức Ước và Trần Thị Thái trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, nhiều lần ký kết hợp đồng cầm cố tài sản là ô tô, xe máy, tivi tại công ty vàng bạc đá quý Bắc Giang. Sau đó, mượn lại tài sản đã cầm cố để tiếp tục vay mượn các cá nhân khác trên địa bàn huyện Yên Dũng và thành phố Bắc Giang, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Đến khoảng tháng 5 năm 2003, Ước và Thái không còn khả năng trả nợ và đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 14 tháng 7 năm 2023, sau 20 năm trốn truy nã, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ thành công Nguyễn Đức Ước và Trần Thị Thái khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.